Và đây, ngôi sao đầu tiên sẽ thực hiện phần thách đấu. Đó chính là ngôi sao Tuyết Mai. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Take it down and you shall find. Oh, but I'm not a boy young. But I'm not a boy, but I don't think the world is so. Just doing what we told. I feel something so right. Doing the wrong thing, yeah. I feel something so wrong. Doing the right thing, yeah. Every turn, hope is awful at the world. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not a door, yeah. But I'm not a door, but I don't think no one is so. Just doing what we told. I feel something so right. Doing the wrong thing, yeah. I could lie. Everything that draws me. Burn, sing in the reef the lessons I've learned. Take that money, watch it burn. Sing in the reef the lessons I've learned. Take that money, watch it burn. Sing in the reef the lessons I've learned. Take that money, watch it burn. Sing in the reef the lessons I learned. Cảm ơn Tuyết Mai. Và thưa quý vị, như vậy là Tuyết Mai đã có một màn trình diễn rất ấn tượng. Và dĩ nhiên chúng tôi đã nhận được tín hiệu thách đấu từ một ứng viên. Đó chính là Bonnie. Xin mời. Và Bonnie, tại sao bạn lại quyết định chọn Tuyết Mai là người sẽ thách đấu? Em quá phấn khích với phần trình diễn của chị Tuyết Mai. Và em hy vọng là nếu mà em có thể đánh bại được chị thì đó là một thành công lớn của em. Còn nếu mà em không đánh bại chị thì em cũng rất là hãnh diện khi được thua với tay chị. Chưa thách đấu lại bọc luôn cái đường về rồi. Và bây giờ chúng tôi sẽ chúc cho bạn sẽ có một màn trình diễn thật là tốt và đủ khả năng để chinh phục tất cả khán giả tại trường quay. Chúc bạn với màn trình diễn thành công. Cô hát rất là tự tin, gần như là bất chấp và coi thường tất cả mọi thứ, chỉ biết âm nhạc ở trong cái khoảnh khắc đó thôi. Các bạn phải nghĩ, luôn luôn nghĩ rằng là mình cần phải chiến đấu hết sức mình. Cho nên là số 1 có cái tinh thần đó. Và xin được chúc mừng Bonnie.
teachers, the girls, is on fire. Holding in a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world that is on fire. Feeling in a castle fear, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, got her head in a cloud and she's not backing down. This girl is on fire. Forget her name, yeah. She's on top of the world, housing on the hardest girl. Say, oh, got her feet on the ground and we're not burning cell. Oh, got her feet on the ground and we're not coming down. Bonnie đã xong phần thách đấu của mình và bây giờ chúng tôi xin mời ngôi sao Tuyết Mai hãy cùng bước ra sân khấu ạ. Và thời gian bình chọn dành cho khán giả bắt đầu. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với những nhận xét của ban giám khảo để xem họ cảm nhận gì về phần trình diễn của Bonnie. Xin mời anh Đào Vĩnh Hưng ạ. Bonnie, trước tiên là anh khen ngợi em là một người rất can đảm, song pha, dám quăng mình vào những cuộc thử thách khó. Nếu là anh sẽ chọn những bước đầu nó nhẹ nhẹ trước để mình dễ đi vào sâu hơn. Còn em chơi rất là mạnh tay, chơi thẳng luôn. Bài hát này đúng là một bài tủ của em luôn. Nhưng mà em phải diễn tả được là em nè, họ đang đi trên lửa khi mà dám đương đầu với một giọng ca mạnh như thế này. Trong 3 lần lên cao của em thì 2 lần đều bị phô đùng cùng một nốt hết. Em mang cái tính giao lưu nhiều và em đúng là em cần phải tập trung hơn và em đẩy mạnh cái nội tâm. Còn có việc phô đó thì trong bài hát này thật sự là nó cũng không đáng kể. Ví dụ nhá, ví dụ em diễn tả trong tất cả những điệp khúc đó, em chỉ cô Mai cũng được. Giống như Mai nãy chỉ em là vậy á. Là chị đang đi trên lửa, khi mà chị chơi với tôi thì chị đang đi trên lửa đúng không? Và tôi cũng đang đi trên lửa để chơi với chị nè. Em thi nhiều quá rồi, em hiểu không? Nhưng mà gần nào gặp cô cũng rớt hết trơn á. Cho nên là em phải nghe chị. Thì đầu tiên phải nói là Tuyết Mai có một cái chiến thuật rất là đúng đắn, rất là ra dằn mặt bằng một cái bài rất là mạnh của mình. Nhưng mà Bonnie cũng rất là dũng cảm. Anh nghĩ nếu mà em như vậy, em mặc một bộ đồ rất là bình thường, người ta nghĩ em là một người bình thường. Có khi
người ta lại thương và người ta lại thấy em hay hơn. Còn hiện nay tạo hiện nay là em mặc một cái bộ đồ cũng rất là giống một ca sĩ, đúng không? Xong rồi cái phong cách em cũng gần gần như một ca sĩ, nhưng mà với anh thì em không chưa chuyên nghiệp bằng chị Tuyết Mai. Chúc mừng ban giám khảo ạ. Như vậy là mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi nhận xét khác nhau, nhưng quan trọng nhất là khán giả họ cảm nhận ra sao và họ đánh giá cao về giọng ca nào. Bức ảnh này liệu rằng có tan vỡ hay không, hay vẫn bừng sáng như một ngôi sao thực thụ? Đây là kết quả bình chọn của khán giả. Vẫn giữ nguyên. Chúc mừng Tuyết Mai. Tuyết Mai là 54 phiếu bình chọn và Bonnie là 45 phiếu bình chọn. Cảm giác của Tuyết Mai lúc này như thế nào? Có thở phào nhẹ nhõm hay không? Bonnie hát rất là hay nên là em cũng khá là lo lắng, nhưng mà em vẫn rất là hy vọng là cái phần biểu diễn của mình nó đủ máu lửa để khán giả có thể cảm nhận được cái sức nóng ở trong từ trái tim em tuôn ra đến mọi người. Xin mời Tuyết Mai về vị trí ngôi sao của mình ạ. Bonnie ơi, sau chương trình này bạn đã có được những kỷ niệm như thế nào? Thứ nhất là em có được kinh nghiệm là hát nhóm với lại bốn bạn còn lại của nhóm em. Và kinh nghiệm thứ hai là khi mà mình chiến đấu với lại một người kỳ cựu như là chị Mai thì tinh thần của mình là cái quan trọng nhất. Cảm ơn Bonnie, hy vọng chúng ta sẽ được gặp lại bạn trên một sân khấu chuyên nghiệp với vai trò là một ca sĩ thực thụ. Vâng ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều.